Tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đến cá tầm tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm 15.000 con nha anh em. Thì 15.000 con này 15.000 con carbon hàng chiên cho anh em lure. Thì sẽ có ba cây này là ba cây hàng máy ngang và phần còn lại là máy đứng. Rồi đến cho cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước đi, thanh toán nếu hàng lỗ hoặc không cho biết em lên em sẽ ăn lại. Rồi cảm ơn em. Thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần lua máy ngang hàng của Delphi. Anh em tem có tem đầy đủ. Thì cây này chất liệu là lục carbon, phen là phen Fuji nha anh em, phen Fuji Fuji cây lua máy ngang nha anh em, lua máy ngang đó. Thì cần thì đó không để thông số mua lua, nó chỉ để là cây này độ cứng ML thôi. Bát tầm bát Fuji Seben đó, cán là cán gỗ cán liền đó, Fuji nha anh em. Ngoại hình tương đối sạch nha mọi người, không có xước xát gì nhiều hết, cán gỗ cũng còn rất là ok luôn đó. Thì cái này nặng là 120g, đọt 2 ly 2, nặng dài là 1m68 nha anh em, dài 1m68, độ cứng ML. Thì độ cứng ML thì chia cho anh em luôn nháy hơi vậy, anh em đánh nháy hơi tập luôn. Đây anh test độ cong cho anh em nha mọi người, đó, test trước luôn, nhúng luôn. Rồi, giá con khai cái này là 400 nha anh em, 400 cộng ship. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây cần của hàng View. Đây anh em, một cây hàng View. Thì cây này hàng của China xuất Nhật nha anh em, China xuất Nhật. Cái này dài 1m8, độ cứng vẫn là ML. Đây nè, cán ba khúc đời cao. Đó. Ngoại hình tương đối sạch sẽ nha mọi người, tem sức đầy đủ nha. Tương đối sạch nha. Nào, phen là phen Fuji nha nè, phen Fuji. Đây, đóng chữ Fuji, đó. Búa đây, đó, ngoại hình đẹp. Đây, em hàng View. Sạch sẽ nha, sạch sẽ đẹp đẽ. Thì cái này nặng là 105g, đọt 1 ly 8, đó, đọt 1 ly 9, dài 1m8. Thì cái này nó không để thông số lô chỉ cần luôn, nên em cũng không đọc. Đây, test cho anh em xem độ cong, test đọt luôn. Thì cái này vẫn là ML và thì vẫn là ML, chia cho anh em lô nháy hơi nha. Rồi, giá công khai cây số 2, giá 450k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 em lên cho mọi người một cây cần Ryobi, cây cần của ABY Benso. Đó, hàng cổ Korea xuất Nhật. Đây nè mọi người. Đó, cái này Seed Limited nè. Đó, cái này một số bộ phen là phen Seed nè, phen Seed đây. Đây dính bụi trên tay em chưa lao được luôn nè, đó. Đó. Bù Seed luôn. Phen Seed nha. Phen này về lấy bông gòn lao lại cái là sạch bông luôn á. Em chưa vệ sinh luôn, nó phen ship nha mọi người, trên cần nó cũng để ship limited, đó. Cứng ML, thông số lô, hàng Korea xuất Nhật, cán là cán gỗ bằng, thì cán này nó bị nó như thế này nè, nó em không biết nói sao nữa, thì cần sao thì em soi cho anh em vậy nè, nó bát Fuji nha anh em, bát Fuji chất liệu là liệu carbon, đóng như đít này luôn, ngoại hình tương đối sạch, keo chỉ ok cho nhanh em, keo chỉ ok hết. Thì cái này nặng là 140g, đọt 1 ly 9, dài 1m95. Thì cái này nó tải mồi từ 3.5g đến 17.5g, tải dây từ 6 đến 14 lb, độ cứng vẫn là ML. Dạng chi nhanh em tính nhé hơi. Đây test độ cong nhanh em, nhúng luôn. Thì cái này giá công khai là 800 nhanh, 800 cộng ship, 800 cho một cái cần máy ngang fan ship này thì quá ok rồi đó. Tiếp theo cây số 4. Thì cây số 4 là cho người một cây máy đứng. Thì cái máy đứng này là một cây cần của Habana nha mọi người. Đó. Giống cây dừa. Giống hàng ban cây dừa. Đó. Thì cái này dài màu là 1m83. Đó, dài 1m83, độ cứng là ML. Thì tải mồi từ 7 đến 14g, tải dây từ không có thông số tải dây nha mọi người, không có thấy thông số tải dây. À, từ 7 đến 14g. Cán vẫn là cán bằng. Đây nó bị rụng đổ cái này này. Đây phôi carbon ở trong này anh em có thấy. Đó. Thì đoạn này của anh em lùa nháy hơi. Cầu hành cháp cốc tôm thì rất là ok nha mọi người. Đó. Phen là phen Fuji nhá, phen Fuji. Test đặt cho anh em xem. Đó, rất là công nha. Thì
cái này nặng là 100g, đọt cỏ ly 7 và 1m8, tải mồi từ 7 đến 14g, giá công khai cây số 4, giá công khai cái này là 400 400 cộng ship luôn, giảm giá bị lủng lỗ cái này đó. Tiếp theo là cây số 5, thì cây số 5 là cho mọi người là một cây cần rêu bi, cây này còn full túi luôn, full túi sách luôn đó, cần rất là mới. Thì cây RYOBI này là một cây RYOBI dài là 1m83, dài 1m83, độ cứng là L. Thì cái này nó tải mồi từ 2 đến 10g, tải dây từ 4 đến 10 10LB. Hàng này hàng Korea xuất Nhật nha anh em, mã có đầy đủ. Đó, thông số nó đây. Thì đọt là 1.7 nha anh em, đọt 1.7. 98% carbon. Rất là phần trăm carbon rất là cao. Hiện mai hình rất là mới luôn nha mọi người. Ngoại hình sáng mới, cản bằng ok. Bát ruby nha anh em, bát ruby. Phen là phen sứ lò xám đây. Rất là đẹp luôn. Cái này anh em câu nhái hơi, câu hanh cháp rất là ok anh em, cục tôm. Anh em có thể cầm lấy đi lùa cá sú cũng được. Carbon sẵn anh em, đây sẵn tới đọt luôn, rất là mới nha. Còn túi còn hợp luôn. Ở che đâu được. Hàng Korea xuất Nhật. Giá công khai cây số 5, giá là 750k cộng ship nha, 750k cộng ship. Thì cái này nặng là 96g. Tiếp theo cây số 6, thì cây số 6 cũng vậy, còn full túi full hộp luôn, em quay được một cặp. Đây, nó. Thì cái này ngắn hơn một tí, cái này dài chỉ có 1m68 thôi. Hai khúc thu gọn là 80cm, nặng là 88g. Đọt là 1.6, góc là 7. Cái này lua từ 4 đến 10LB, tải mồi từ 2 đến 10g nha anh em, tải mồi từ 2 đến 10g, độ cứng có độ cứng ngăn lên. 98% carbon. Anh em, nó không số em đọc cho anh em bà. Tôi cho anh em cặn bao mới nha. Phen sứ lỗi sắm nè, rất là ok anh em, phen Fuji nha. Đó, rất là mới luôn, phen chỉ ok hết, không lỗi lầm. Đó, tem sức đầy đủ. Hàng Ruby, bát Ruby, cản bằng. Rồi, giá công khai cây số 6, giá bằng 750k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người một cây hàng của Daiwa, một cây hàng Daiwa. Thì cái này là cây Daiwa Phantom, cây Daiwa Phantom cứng UL, dạng UL biển nha anh em. Thì cái này dài 2m1, cứng UL, tải mồi từ 5 đến 14g, tải dây từ 4 đến 10LB, hàng Daiwa xuất Nhật. Thì được cái này phục sổ bộ phen là bộ phen sheet nha em, bộ phen sheet, bộ càng đánh dây là khỏi chê, bu sheet luôn. Đây nè, bộ phen sheet, rất là đẹp luôn, ngoại hình còn rất là ok nha anh em, tương đối sáng. Đó. Thì loại này về cho anh em câu hanh chắp, lua chẽm, câu nhá hơi mà giả. Đó. Anh em có thể câu cá đổng nè, cá đổng cái lô đồ, cái loại này câu rất là ok nha. Hàng bài qua, hàng có thương hiệu rõ ràng. Rất là đẹp nha. Thì cái này nặng là 120g, đọt dài 2m1, đọt 1.8, tải mồi từ 5 đến 14g, tải dây từ 4 đến 10LB. Giá công khai cây số 7, giá là 1 triệu nha. Tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 lên cho mọi người vẫn một cây hàng Daiwa. Đây nè, bát Daiwa. Thì cây này đã được mọc bằng bo nha nè, bằng bo lại nè. Thì cán nó là cán bằng nha nè, cán ở trong là cán bằng. Thì cây này vẫn là bộ phen, là phen xít nha nè, bộ phen xít. Đây nè, phen xít nha. Thì cây này một cây hàng của Daiwa. Đó, hàng Daiwa nha nè, hàng Daiwa. Ngoại hình tương đối ok. Thì cái này em được đi chỉ đây nha anh em, đi chỉ là trăm trăm luôn á. Đây, đi chỉ lên nè, đó. Có đầu bu là hàng chỉ nguyên zin của nó nè. Phần còn lại em đem đi chỉ lại hết nha mọi người. Đó. Đằng sau thì báo em vậy. Đó, đi chỉ lên hết luôn. Thì do keo nó bị chóc anh em, thôi đi chỉ lên cho anh em. Test cho anh em xem độ cong của cần. Thì cái này nặng là 120g. Đọt dài là 1m8, đọt 1.8. Thì cái này tải mồi từ 3 đến 5g, tải dây từ 4 đến 10. Tải mồi từ 3 đến
tải màu từ 3.5g đến 14g, tải dây từ 6 đến 12 lb, giá con khai cây số 8, giá bán là 1 triệu nha anh em. Đây, test độ cong cho anh em xem luôn. Thì dạng này về đánh thanh cháp, lô mồi giả, cá sắt. Anh em để cục chẽm, không thay đánh cá bóng bóng đục nhá. Rất là ok nha anh em. Thì cái này là 1m8 nha, độ cứng mờ lần. Giá con khai cây số 8, giá là 1 triệu nha mọi người. Đó, 1 triệu cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 em lên cho mọi người là một hàng khá là thương hiệu, một cây thương hiệu của Farmfit, một cây thương hiệu của Mỹ nha mọi người. Một cây thương hiệu của Mỹ Farmfit. Cán là cán bằng. Đây, cán là cán bằng. Phèn là phèn xít nha, phèn xít. Sứ nó cực kỳ dày luôn nha anh em. Đó, sứ nó khỏi chơi, kêu là bao chắc đây. Đây nè, con đại bàng, nó Farmfit. Đa phần về Farmfit nè, phèn là phèn gold. Hiếm lắm mới có một cây phèn phèn xít. Phèn xít mà chân đen nữa, rất là ok luôn. Bù xít nhanh, bù xít luôn. Rất là ok. Ngoại hình đẹp nha mọi người, ngoại hình đẹp. Cắm băng. Farmfit. Thì loại này nó có độ dịu nha anh em, độ dịu của nó đây. Đó. Dạng này phôi này phôi dịu, phôi này về câu hanh cháp là khỏi chơi, hanh cháp cá bóng đục, cá lù đục, câu cá đỏng á, rất là im nha mọi người. Đó. Thì cây này nặng là 98g, dài là 1m98, đọt 1.6. Thì cái này tải mồi từ 3 đến 5g, từ 3.5 đến 10.5, tải dây từ 4 đến 10 lb, độ cứng cái này ra tầm khoảng L thôi nha em, độ cứng cái này ra tầm khoảng L thôi. Đó, hệ thông số đây. Đó, cái này sản xuất tại Taiwan, tem sức đầy đủ. Đây, giá công khai cây số 9, giá là 1.5 triệu nha em, 1.5 triệu. Ok, thương hiệu rất là ok nha em. Đây nè, phen để xa đây, nhìn cực kỳ ngầu nhá. Đó, tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 lên cho mọi người một cây hàng của hàng ban. Đây nè, một cây hàng của hàng đây. Đây nó đây. Robin nha anh em, Robin chứ. Thì cái này em lấy từ thị trường Nhật về nha anh em. Đó. Thì bao cái này nội địa luôn á. Chất liệu liệu carbon, carbon sẵn. Anh em phen là phen xít nè, để xa cho anh em xem. Đó. Cây này thì rất là đẹp luôn. Đó, phen cũng phen dạng phen xịn sò. Đây, nó nguyên bộ phen xít nè, phen xít còn rất là mới luôn. Đó. Giờ bát tầm bát Fuji, tem vàng. Rất là đẹp. Xít rất là đẹp mọi người. Thân sơn carbon nè, kim tuyến carbon sẵn nha anh em. Đề ba đây, còn chê bu chống sẵn nha anh em, bu chống sẵn, lượm tiền là lượm tiền cá bu này luôn á. Ngoại hình tương đối sạch nha mọi người, ngoại hình tương đối sạch sẽ đẹp. Cán là cán bằng. Thì cái này cái hàng nội địa em lấy từ thị trường Nhật về. Test tổ công cho anh em xem luôn. Thì cái này nặng là 150g, dài 2m28, đọt 1.7. Thì cái này tải mồi từ 3.5g đến 17.5g, độ cứng tương đương với ML nha anh em, độ cứng tương đương với ML. Tải dây từ 5 đến 12 lb. Giá công khai cây số 10, giá là 2.2 triệu nha anh em, 2.2 triệu. Thì cái này về anh em lưu chẻm nè, anh em đánh lốc dạng đánh mồi giả nhá, hơi á đánh rất là ok nha anh em, vô tư nha. Phen ship này thì đánh khỏi che đâu được. Tiếp theo cây số 11. Thì cây số 11 em lên cho mọi người là một cây Corti, hàng Majorgap đó. Majorgap Corti. Thì cây Majorgap này là một cây cần Majorgap dài 2m, dài 2m4 nha anh em, dài 2m4, độ cứng là MH. Đó. Nó lô từ 5 đến 30g. Tải dây bia từ bia số 8 đến bia số, từ bia 0.8 đến bia số 2. Đó, nặng là 121g, đọt là 1.8 L. Anh em, dạng phôi Majorgap đời cao, dòng Corti dòng đời cao.
Fan là fan K nha anh em, fan K Fuji Akunai. Đó. À, anh em nói là fan này nhỏ, đánh dây không xa, thực sự là đánh rất là xa luôn, đánh là vô tư luôn đó. À, thật bọn sẵn nè. Đó. À, dòng may rap á, đa phần là của hàng Việt Nam hoặc China xuất Nhật thôi nha anh em. Đó, hàng Việt Nam xuất Nhật thôi, China xuất Nhật thôi, chứ không có hàng nội địa nha. Cặp bọn sẵn ít. Đây, fan K nha anh em, bù chống sẵn. À, thì dòng may rap này nè, ở Việt Nam có nhiều nguồn, một là nguồn lậu chưa qua kiểm định hay gì đó, em chả biết. À, nguồn nhà máy tuồn ga, một cái nguồn nó về sách tặng từ Nhật về, mua hàng từ Taco. Đây, tem đây nè, một số anh em nhìn sẽ biết cái tem này của Taco, em đã xé ra rồi, đó. Thì hàng em bán mua từ Nhật về thì em bảo, anh em đảm bảo 100% anh mua từ Nhật về, đó. Thì cái này độc cứng MH, truyền cho anh em câu lóc đánh giá thiệt. À, nhớ hơi câu chẽm đó, rồi giá công khai cây số mùa 1 giá là 1.9 anh em đó, mùa 1 giá 1.9, một cây mai rap hàng cực kỳ ưng nha mọi người, rất là đẹp. Tiếp theo cây số 12 13, thì 12 13 vẫn là một cây mai rap nha anh em. Đây cây 12, thì cây 12 em lên cho mọi người là một cây cần mai rap đây đó, một cái bản từ Nhật về nha mọi người. Đó. Dòng may rap này nè ở Việt Nam cũng bán rất là nhiều luôn đó. Thì anh em hỏi thì ở shop cần ở đâu về đó. À, fan vẫn là fan chân ca, được cái là fan này fan ship nè, fan ship cặp bọn sẵn nha nè, buộc trong sẵn. Rất là đẹp luôn đây. À, cái tem của tắc cột em đã xé rồi. À, bát là bát Fuji anh em, bát Fuji rất là đẹp anh em, fan ship nha, rất là đẹp luôn. À, cái này nặng 100g, đọt là 1 ly, đọt là 1 ly 6, dài là 2m04. Thì cái này tải mồi từ 1 đến 76g thôi anh em, từ 1.76g đến 7g đó. Tải dây từ 4 đến 8 lb, độ cứng cái này tương đương với L nha anh em, độ cứng L. Thì độ cứng này chỉ chi cho anh em câu chẽm nha anh em, dạng câu chẽm đó, rất là ok luôn, test đọt luôn. Rồi giá công khai cây số 12 giá là 2.3 nha anh em, 2.3 cây số 12, một cây mai do rap hàng lứt sắp từ Nhật về đó. Phan chỉ kêu ok hết nha anh em. Tiếp theo là cây số 13, thì cây số 13 là một cây cần mai cho rap, hàng này hàng Selwax nè, vẫn một cây Selwax. Thì cái này vẫn một cây hàng lứt, thì cái này giá tại Nhật nó bán ra tầm khoảng 18.000 yên nha anh em, 18-17.000 yên, đâu đó ra tầm khoảng gần 4 triệu đó, chưa tính chi phí thế vận chuyển tù lum hết. Thì phôi vẫn là phôi carbon sẵn. À, bù buông trong sẵn, bù ship fan fan chân ca fan ship đó anh em, phôi phôi dạng thằng xe quát này cực kỳ ok nha mọi người, dạng đánh bạo lực, đánh lóc, đánh giá thiệt. Thì cái này dài là 2m11, độ cứng là độ cứng M đó, 2m11 độ cứng M. Thì độ cứng này thì đánh giá thiệt, đánh lóc săn hàng khỏi chơi đó nè, xe quát Majorgrab. Thì cái này nặng 155g, dài là 2m11, đọt là 2.4 ly. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây be thì be số 4 đến be số 6. Rồi giá công khai cây số 13 giá là 2.7 nha anh em, 2.7 cho cây số 13, một cây số watt fan ca, fan ca xích, dạng này đánh nhái thiệt là khỏi chơi đó mọi người, độ cứng mà. Tiếp theo cây số 14, cây số 14 lên cho mọi người là một cây ban nha anh em, cây ban, cây này còn túi nữa nha, cây ban. Thì dòng ban này thì nội địa coi, ở ban, đó, fan lắm em, fan xít anh em, fan xít, cây dừa, dòng này khá là cao cấp nha mọi người, dòng ban khá là cao cấp, ban Anso, bát là bát Fuji, fan là fan Fuji, fan xít nha, thôi thế này.
anh em nào hợp phong thủy màu xanh đó, hốt cái này về xanh lè luôn nè. Bù trọng sắn, ngoại hình còn tương đối sạch nha anh em, tương đối sạch đẹp. Đây chỗ bát này nó bị chảy một tí nè đó. Thì cái này nó thông số tại mồi cực kỳ ác nha anh em. Cái này nó nặng là 128 gram, dài là 1m98, đọt bọc đi 6. Thì cái này nó tải mồi từ 6 đến 18 gram, nó tải mát được 42, nó tải mát được 24 gram đó. tải mát được 24 gram thì độ cứng đây này nó gơ tầm khoảng năng L, độ cứng cái này gơ tầm khoảng M luôn nha anh em. Đó, nó lua từ 6 đến 14 lb. Loại này anh em về đánh chẽm câu lóc, đánh nháy hơi thoải mái nhé. Rồi giá công khai cây số 14 giá là 2.6 triệu nha, 2.6 triệu 14. Tiếp theo cây số cuối cùng, một cây ban. Thì cái ban này độ cứng L, dạng chuyên nhanh câu chép này, câu chép đánh gần. Thì loại này giảm giá luôn đó. Hàng xếp bên, phen là phen xích nha anh em, phen xích một chân đó. Bát Fuji ban nội địa Nhật thì cần có xước sát nè đó. Anh em cần xước sát nha. Thì đây keo chỉ ok hết cho nha, bao chắc nha, không nút lắc gì đâu. Bu là bu xích luôn, phen xích một chân. Thì loại này về anh em câu chép câu lăn xe nha mọi người đó, câu chép lăn xe. Nó bị xước li ti đây, chỗ này đây nó cũng bị xước đây nó. Mấy chỗ này thì em mượn thợ phun sơn lại cái ok liền được thôi, để nguyên xin cho anh em. Thì loại này về anh em câu chép câu câu lăn xe, anh em có thể câu lua dạng lua chẽm, lua chẽm lua hồng. Thì cái này nặng là 258 gram, nặng cái này nặng là 150 gram, dài là 2m58, đọt là 1 ly 8. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21 gram, tải dây từ 8 đến 16 lb. Giá công khai cái số 15, giá là 1.5 triệu nha, 1.5 triệu cái số 15. Một cái ban hàng nội địa. Mấy clip trước em có bán một vài cái ban giá là tầm khoảng tầm 3 triệu thôi nha anh em. Có cái này nó xuất phát thôi, giảm giá. Ban nội địa khỏi bàn. Rồi, cảm ơn anh em nhé.